Từ khi được Hội Phụ Nữ xã Phú Long, huyện Nho Quan hỗ trợ gà giống, tổ chức buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chị Phan Thị Nhàn đã có kiến thức nhất định về việc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thay vì nuôi gà theo hướng thả tự nhiên ngoài ruộng, vườn như trước kia, thì nay chị đã chủ động thiết kế nơi nuôi gà riêng biệt, sạch sẽ, thoáng mát. Chị cũng chú trọng hơn đến vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giúp gà tăng sức đề kháng, thuận tiện cho việc kiểm soát dịch bệnh. Qua một tháng nuôi, đàn gà phát triển ổn định, không bị bệnh. Chị Nhàn nhận thấy đây là hướng chăn nuôi an toàn, hiệu quả mà nông dân nên áp dụng. Bên ngoài cho ăn ngô, ăn cám, không cho ăn những cái chất cấm, chất kia gì cả. Nước nôi một ngày thay cho nó 2 đến 3 lần. Khi mà mình được nhận gà đấy là mình được tập huấn là các anh các chị là cũng hướng dẫn cho là mới đầu là về dùng thuốc uống với là điện giải. Thì mình cho uống những cái đấy thì con gà nó cảm thấy là nó sẽ khỏe hơn và nó ăn nhiều hơn. Hiện nay tổ hợp tác nuôi gà di theo hướng an toàn sinh học xã Phú Long đã được thành lập nhằm giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những hộ tham gia được hỗ trợ 100% con giống, một phần thức ăn chăn nuôi, đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi gà. Đây là một trong những thuận lợi lớn để các hộ gia đình tiếp cận với hình thức chăn nuôi mới đem lại hiệu quả. Nhất là khi tại xã Phú Long, người dân vốn quen với việc chăn thả tự nhiên đối với đàn gia súc gia cầm. Hình thức chăn nuôi này sẽ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời khiến đàn vật nuôi dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh. Mô hình được nhân rộng đã góp phần làm thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống của bà con ở nơi vùng cao. Nhận thức của người dân thay đổi rất nhiều luôn. Ngày trước không nuôi như thế này, mà ngày trước nuôi thả được con nào được. Bây giờ phải chuồng trại này, chấu này, thuốc úm này khác nhiều cái lắm. Thì nuôi theo cái hướng an toàn sinh học đấy thì là chất lượng thịt gà nó vẫn ngon hơn, thơm hơn. Những lứa gà khỏe mạnh, đảm bảo năng suất chất lượng được nuôi theo hướng an toàn sinh học, được thị trường đón nhận và được bán với giá cao hơn hẳn so với phương thức nuôi thông thường, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Khi mà bắt đầu nuôi cái gà an toàn sinh học này thì bán giá cả rất là cao. Đấy. Mà tiêu thụ rất tốt, cái này gà sạch đấy là chúng tôi bán với giá là 100 đến 120 nghìn một cân. Đấy. Cao hơn hẳn gấp đôi, coi như là gấp đôi giá gà nuôi thường. Qua quá trình triển khai mô hình, nhiều hội viên chị em phụ nữ đã có cơ hội thoát nghèo. Từ những hỗ trợ ban đầu đã cho thành công, nhiều hộ lấy đó làm động lực tiếp tục đầu tư giống vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình, phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải tạo môi trường chăn nuôi ở đây. Thì Hội Phụ Nữ là tiếp nhận cái dự án này về thì cũng là cho 15 hộ nuôi đầu tiên và duy trì cái đợt thứ hai này là 5 hộ. Chúng tôi là khuyến khích những cái hộ nuôi theo hướng an toàn sinh học vì là mình đang hướng đến là những cái gì sạch, như là thực phẩm sạch cho cuộc sống đấy. Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học luôn là hướng phát triển bền vững mà ngành nông nghiệp hướng tới, bởi nó giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế so với phương pháp chăn nuôi truyền thống, kiểm soát dịch bệnh tốt, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái đặc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ. Đăng ký truyền hình MyTV trúng ngay hàng trăm giải thưởng hấp dẫn. Một xe máy Honda SH trị giá 110 triệu đồng. 470 giải điện thoại Samsung A71 kèm 1 năm sử dụng gói đỉnh 60GB của Vinaphone trị giá hơn 11 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng. Chi tiết liên hệ 1800 1166.